Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trước đây em đã có một clip hướng dẫn các bác gỡ game tuner trên LG, nhưng mà cái cách đấy là phải dùng PC các bác. Nhưng mà hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác không cần dùng PC vẫn có thể gỡ được game tuner, nhưng mà các bác phải dùng hai cái điện thoại nha các bác nhé. Thì cái điện thoại mà cần gỡ game tuner là con LG V50 này đây. Còn cái điện thoại để mà có thể gỡ được game tuner cho con này thì là các bác có thể dùng bất kỳ một hãng nào nha các bác. Có thể LG hoặc là Samsung hoặc là một hãng Android nào đấy, trừ Apple đó nha các bác nhé. Thì cái việc gỡ game tuner nó có tác dụng gì ấy? Thì em thấy là nhiều bác bảo là gỡ game tuner thì các bác chơi game nó sẽ mượt hơn và nó sẽ không bị bóp hiệu năng nữa. Tuy nhiên ấy, thì có thể là máy nó sẽ bị nóng hơn nha các bác. Còn đối với em thì em không chơi game cho nên em cũng không cần thiết phải gỡ game tuner. Nhưng mà đối với bác nào mà hay chơi game ấy, thì có thể gỡ game tuner nó có tác dụng đấy. Thì các bác cứ thử làm xem sao nhé. Chứ còn em cũng không kiểm chứng được tại vì em không chơi game, em không 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 có cái việc mà có thể nhận biết được là nó có thay đổi gì không. Còn các bác cứ thử đi tại vì cách này nó cũng rất là dễ mà. Đấy. Thì em sẽ hướng dẫn các bác cụ thể như sau. Đấy thì trước tiên nhé. Cái trên điện thoại cả hai điện thoại nhé các bác. Các bác vào cái phần cài đặt này. À, em sẽ làm trên con V50 trước nhé. Các bác vào phần cài đặt này, các bác vào phần hệ thống này, các bác vào giới thiệu điện thoại này. Đấy, các bác vào phần thông tin phần mềm này. Các bác nhấn 7 lần phân tạo số này. 1 2 3 4 5 6 7 đấy. Đấy và các bác bật được cái tùy chọn nhà phát triển lên nhé các bác. Thì đây, bật cái này lên. Đó. Đấy và các bác bật cái phần gỡ lỗi USB lên nhé các bác. Đấy, gỡ lỗi là được. Rồi ok. Và trên cái con điện thoại thay PC này này. Đấy, thay PC này, các bác cũng phải bật nó lên nha các bác. Thì con Samsung này em bật được rồi đây. Cũng bật được nha các bác nhé. Rồi, ok. Thì trên cái con điện thoại mà thay PC này này thì các bác cài cái phần mềm này này. Cái phần mềm là OTG 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 gì nhỉ, quên sử rồi. OTG ADB đấy, em cứ cài đây rồi nhưng mà em phải đánh đánh tên lại cho các bác xem, phải gọi là ADB OTG này đấy, là cái phần mềm đầu tiên này nhá các bác nhá. Đấy, cái phần mềm thì em cài đặt rồi đấy. À, các bác nhớ nhá, trên cái điện thoại thay PC nhá, đấy bác cài cái phần mềm này rồi. Còn trên cái điện thoại mà các bác cần gỡ, ví dụ con V50 này thì bác cài cái phần mềm mà. Đây chờ em tí, em còn chưa cài mà cái này em vừa mới khôi phục cái gốc tại vì em thử rồi cho nên em cài xong rồi em mới thử lại, em phải khôi phục cái gốc thì mới nó có lại game tuner mà các bác. Thì các bác tải cái phần mềm là, từ đó em lấy lại cái tên nhé các bác, em hơi quên đây. Đây các bác cài phần mềm này. À, cái điện thoại em hơi khó nhìn nha các bác, hết sức thông cảm, nó đang hơi vỡ mà. Đây các bác này, cài phần mềm này nha các bác. Đấy, Packager name đấy. Rồi các bác cài ra. Có chờ tí nha để cho nó cài. Đó. Ok. Rồi, nó cài xong rồi nha các bác. Đấy, hai cái máy này đều cài phần mềm rồi và hai máy đều bật gỡ lỗi USB rồi nha các bác nhé. Thì các bác sẽ dùng một cái cọng cáp, đó là hai đầu C. Nếu như các bác không có cái cọng hai đầu C này thì các bác có thể dùng một cái cọng OTG ấy. Cái cọng OTG thì bác cắm vào cái máy thay PDC, à quên, thay PC nhé các bác. Đây, cắm ở đây. Thì cái hai cái cọng C này cũng được. Thì các bác cũng phải cắm vào cái máy mà thay PC trước nha các bác. Đấy. Đó, cắm ở đây. Ok chưa? Cắm ở đây nha. Cắm ở đây trước và sau đó các bác cái đầu còn lại các bác cắm vào cái con LG cần gỡ. Đấy thì nó sẽ cho các bác này. À, sao không có cái điều chỉnh cái gì nhỉ? Hình như chờ tí các bác nha, em sẽ xem lại. Có lỗi rồi này, còn gì nữa đâu. Đấy, khi mà các bác cắm vào, bây giờ là em cắm vào nhưng mà nó hiển thị cái khác nhưng các bác cắm lại là được, tại vì bây giờ em mới khôi phục cái đa cấp con này cho nên nó không hiểu nó như nào. Thì các bác nhấn vào chỗ luôn sử dụng nhé, các bác chọn chuyển tệp nhé, luôn sử dụng này. Đấy, và các bác nhấn đây bên này, ví dụ bên này nó có thông báo như này, cái bên thay PC này nó có thông báo như này, các bác nhấn luôn mở ADB nhé và chọn OK. Đấy và các bên này nó sẽ
báo lại phát này nữa, các bác cũng phải cho phép nó nhé. Đấy rồi, ok các bác, thì sau khi các bác cắm vào ấy, nó sẽ hiển thị cho các bác một mớ những cái này luôn, như kiểu là các bác có thể là chuyển tiếp bằng bộ sưu tập này các thứ này, nhưng mà các bác chọn chọn cái ADB OTG này nha các bác. Đấy, chỗ này này, chọn vào đây đấy, và các bác chỉ một lần được hoặc luôn chọn được, em chỉ một lần thôi tại vì dùng một lần mà. Đấy, sau khi chọn như này xong rồi nhá, nó sẽ ra cho một cái bảng để các bác nhập cái lệnh để mà chọn cái app nào bên này các bác cần xóa bên này này. Đấy thì trước tiên ấy, các bác cần có một cái lệnh trước, thì cái lệnh em đang lưu ở đây rồi, em sẽ để ở dưới mô tả cho các bác nhé. Đây đây các bác chờ em chút, đây cái lệnh này thì em để ở đây rồi. Đây các bác, cái lệnh này em sẽ để dưới mô tả nhé, các bác yên tâm nhé, không, không không sợ, không phải cần phải đánh đâu, em sẽ copy nó cho nhanh cho nó chính xác đấy các bác. Đấy các bác copy cái lệnh này rồi vào lại cái phần vào lại cái app đấy, ở đâu đây, vào lại cái app OTG, à quên, ADB OTG nhé. Các bác dán cái lệnh này vào chưa, các bác dán lệnh này vào là xong rồi đúng không, thì các bác nhấn dấu cách một lần đấy, và các bác muốn xóa cái app nào ấy, thì các bác vào cái phần cái app mà mình cài bên cái con V50 này này, các bác chọn vào đây đấy, thì nó ra cho các bác một loạt những cái app, ví dụ app các bác cài ngoài này, cái app của hệ thống này đấy. Thì ví dụ nhá, các bác muốn 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 muốn, muốn xóa cái app này chẳng hạn, đây chờ tí để các bác hay nhìn thấy ấy. Đây ví dụ em ra ngoài nhé, ví dụ em đây có một cái app gọi là cái app mà đây quản lý trò chơi này chẳng hạn, cái quản lý trò chơi này không phải là game tuner nha các bác, cái game tuner ấy, nó là ở cái ở trong này này, game tuner nó ở trong cái phần phần các phần mở rộng này này, đây nó là cái chơi trò chơi này này, cái chơi trò chơi này mới là game tuner nha các bác. Đấy cái chơi trò chơi này mới là game tuner nha các bác. Đấy, và các bác nếu bình thường thì các bác không không xóa được nó đâu. Đấy còn ví dụ em muốn xóa cái quản lý trò chơi, hoặc ấy, em xóa cái ví dụ cái này em xem xóa ra ngoài không này, đây ví dụ cái quick memo này các bác có thể xóa được bên ngoài thì không nói, hoàn toàn các bác có thể không cần dùng cái ADB này, các bác cũng có thể xóa được một số app, nhưng mà một số app thì nó sẽ không xóa được nha các bác. Để em xem xóa nào không, cái app này không xóa được nào, quản lý trò chơi này cũng gỡ được này. Đó. Có một số app mà không gỡ được đâu các bác, mấy cái app đâu xem nào, đây ví dụ gáp ghi âm này, thiết bị ghi âm này chẳng hạn, đây đây nha các bác. Các bác chỉ có thể tắt đi được thôi nhé, cái thiết bị ghi âm này, để em thử xóa cái thiết bị ghi âm này luôn nhé, các bác xem thế nào nhé. Đây thì xem tên nó là như thế nào, thì cái app này nó không biết ở hệ thống hay ở đâu, cái app này như ở ngoài ấy. Thiết bị ghi âm đấy, hoàn toàn các bác có thể xóa những cái app mà các bác không 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 không, không thích nha các bác. Đó. Đây đây thiết bị ghi âm này các bác, thì bác nhấn vào nó để thấy tên của nó nha các bác. Thế đây thì tên nó đây, cái dòng đầu tiên này, sau khi đấy cho khi các bác gõ cái lệnh này vào được, các bác gõ tiếp dấu cách nhé, dấu cách rồi dấu cách một lần thôi nhé, các bác gõ tiếp này com này chấm này lge này chấm này hai file rec nhầm rec hơi hơi lâu thì các bác hơi thông cảm, thích co đơ đấy đấy. Thì sau khi các bác gõ xong nhé, các bác gõ xong gõ chính xác cái dòng đầu tiên này này, các bác nhấn run thôi đấy, nó hiển thị successful success này đấy, và các bác ra ngoài xem là các bác đã mất cái app đấy chưa. Đây đây thì các bác thấy đây, nó ở cái phần này này, vừa giờ cái app ghi âm nó ở phần này nhưng mà giờ mất rồi nha các bác. Đấy và bây giờ em sẽ gỡ game tuner nhé các bác. Thế đây cái game tuner là cái chơi trò chơi này các bác này, ở cái các phần mở rộng này chơi trò chơi này, và bây giờ em sẽ gỡ cái chơi trò chơi nhé các bác. Thì em sẽ vào lại cái app này để xem tên nó là gì. Đây cái này chắc chắn ở hệ thống rồi, thì các bác phải vào đây để xem tên nó là gì nhé. Đấy chờ chút em xem tên nó là gì nào, đầu chơi trò chơi đầu, cái quản lý trò chơi này không phải là game tuner đâu nhé các bác, cái chơi trò chơi cơ mới là game tuner, rồi nó trên này
PC. Đây. Chơi trò chơi đây các bác. Đây. Em nhấn ra. Đấy thì cái tên nó đây. Thì các bác cũng dán cái phần dán cái lệnh nhé, cái lệnh gỡ gỡ nhé. Và các bác cách ra này. Và các bác nhập cái tên vào com này, chấm này, LGE này, chấm này, game này. Game tuner. Đó, các bác gõ chính xác vào. Các bác gõ chính xác vào nhé. Đấy và các bác nhấn run. Đấy là nó hiển thị success là cũng có thành công đấy. Và em sẽ thoát ra xem là còn cái phần chơi trò chơi không nhé các bác. Đây và các bác vẫn vào phần mở rộng này. Đấy các bác thấy không? Cái phần chơi trò chơi ở chỗ này nó đã mất rồi này các bác. Đã mất rồi nhé. Đấy thì khi mà các bác mất cái chơi trò chơi này có nghĩa là các bác đã gỡ được cái game tuner nha các bác. Còn nếu như bác nào mà muốn có lại cái game tuner ấy, thì các bác có thể là lên CS Play, à quên, lên Google ấy, các bác tìm cái file chơi trò chơi .apk ấy, các bác cài lại. Thì cái phương pháp mà cài lại đấy thì có được, có lúc được có lúc không nha các bác nhé. Em thì em thấy là có lúc được lúc không. Còn nếu mà cách tốt nhất là các bác lại phải khôi phục cái gốc cái máy V50 này thì các bác mới có lại cái chơi trò chơi nha các bác. Đấy thì bây giờ em đã gỡ rồi. Còn cái việc mà gỡ xong rồi nó có hiệu năng nó tốt hơn hay không thì em không chứng minh nhé, tại vì em cũng không không biết chứng minh kiểu gì luôn, tại vì em không chơi game cũng không biết là nó giật lắc hay là kiểu kiểu gì, tại vì em thấy là nhiều bác chơi LG chơi game trên LG ấy, là cứ bảo là tụt FPS rồi tụt này tụt kia thì em thấy là cái nó hết sức bình thường, mạng nó yếu thì nó cũng tụt đấy. Em cũng không hiểu các bác đang hiểu cái FPS đấy nó phụ thuộc cái gì. Đương nhiên nó có phụ thuộc vào máy một chút nhưng mà em thấy nó phụ thuộc vào mạng nhiều hơn cho nên em cũng không biết được. Đấy các bác cứ thử đi và các bác trải nghiệm xem nó thế nào. Và nếu như không hài lòng thì các bác có thể khôi phục cái gốc để mà có lại cái chơi trò chơi này nhé. Và thậm chí em thấy có lại cái chơi trò chơi này cũng chả giải quyết được gì nên cũng không cần thiết. Và cái cách này nó cũng rất là dễ cho nên các bác cứ thử đi nha các bác nhé. Đấy, rồi ok, hy vọng là cái clip em làm nó hơi dài dòng nhưng mà hy vọng là các bác hiểu nhé. Ok, chào các bác.